cách trung tâm thành phố Hải Phòng 18 km, hàng trăm cọc gỗ với chất liệu bê tông, đầu bịt thép được dựng lên nhằm tái hiện trận chiến thắng quân Nam Hán của Ngô Quyền, chiến thắng quân Tống của vua Lê Đại Hành và chiến thắng quân Mông Nguyên của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Bãi cọc này nằm trong khu di tích Bạch Đằng Giang, là nơi lưu lại những dấu tích về những trận thủy chiến lừng danh thế giới của Việt Nam. Mà đây là lần đầu tiên đến đây, thì cái tái hiện này đúng là một cái tái hiện của lịch sử tiên nhân. Sau này con cháu những sau này mới biết, nếu mà bây giờ hiện tại giờ không làm thế này á, chỉ nói không á, thì con cháu không biết. Mà đây là đích thực và đúng là mấy cọc đấy là bây giờ đây nó nói lên sự thật chứ không phải là theo dệt nữa. Đó, cái chứng tích của cái thời Ngô Quyền đó, mình đứng đây nói chuyện với nhau là nhờ tiền nhân, mà phải tái hiện cái này để biết ơn tiền nhân. Tin chắc là họ rất là quan tâm, nếu chưa có thì có điều kiện họ cũng phải đi thôi. Bên cạnh bãi cọc gỗ là quảng trường chiến thắng được xây nổi trên sông Bạch Đằng với diện tích 2.000 m², sử dụng chất liệu đá granite vươn mình ra sông. Trên quảng trường này, ba pho tượng uy nghiêm về ba vị anh hùng dân tộc gắn liền với các trận chiến trên sông Bạch Đằng gồm Đức Vương Ngô Quyền, Hoàng đế Lê Đại Hành và Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Cả ba pho tượng này có chất liệu bằng đồng đúc nguyên khối, nặng gần 40 tấn với chiều cao 8 mét. Đảng bộ và nhân dân thị trấn Minh Đức thì rất là tự hào có một cái khu di tích lịch sử nằm trên địa bàn, đã chứng kiến 3 lần quân và dân nhà Trần chiến thắng quân nhân Mông, cũng là một cái trách nhiệm của đảng bộ nhân dân thị trấn trong cái việc mà bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử. Thì đây cũng sẽ là một cái địa điểm lịch sử đó để giáo dục cho các cái thế hệ con em chúng ta trong thời gian tới. Khu di tích Bạch Đằng Giang thì ngoài các cái hạng mục công trình thờ các cái tướng quân thì quan trọng nhất là cái bãi cọc, là những cái mà minh chứng cái lịch sử, cái địa điểm lịch sử đã chứng minh, đã chứng kiến các cái trận đánh của quân và dân nhà Trần chống quân Nguyên Mông. Bao quanh khu di tích Bạch Đằng Giang là các nhà máy xi măng đã tồn tại từ lâu. Việc bảo tồn di tích cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế là thách thức không nhỏ. Năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng quyết định đầu tư 362 tỷ đồng xây dựng đường dẫn và công trình khu bảo tồn bãi cọc cao quỳ. Trong quá trình quản lý thì có những cái định hướng phát triển, bảo tồn, phát huy các cái giá trị văn hóa lịch sử của khu Bạch Đằng Giang nói chung và cái trận chiến Bạch Đằng Giang, Bạch Đằng nói riêng. Cái khó khăn nhất trong đối với các cái cấp chính quyền địa phương là chúng ta phải có sự quy hoạch phát triển để làm sao mà phải hài hòa giữa cái việc mà bảo tồn phát huy giá trị văn hóa lịch sử cũng như là phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.